Chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tuần vừa qua có xu hướng xấu hơn so với tuần trước, khi mà chỉ số AQI trong tuần chủ yếu là trung bình và mức kém. Có ngày thì đã xuất hiện cả mức xấu. Chỉ số AQI tại các trạm quan trắc dao động từ 49 đến 169 và ô nhiễm không khí cao nhất thường vào buổi đêm và sáng sớm. Những ngày gần đây, theo các hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trang thông tin điện tử và nền tảng ứng dụng Palm Air, AirVisual, thì hầu hết các điểm quan trắc ở thủ đô và các tỉnh lân cận đều ô nhiễm rất nặng, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Cụ thể, ghi nhận vào lúc 8 giờ 45 phút sáng ngày 13 tháng 12, hầu hết các trạm đo đều báo chỉ số AQI chủ yếu là màu đỏ và tím, có nơi trên mức 300, tức là mức rất nguy hại cho sức khỏe con người. Kết quả phân tích của một số nghiên cứu giải thích cho hiện tượng ô nhiễm không khí tại khu vực miền Bắc tăng cao vào ban đêm và sáng sớm. Đó là sự kết hợp của các yếu tố như là lặng gió, nghịch nhiệt, đối lưu khí quyển thấp, làm cho các chất gây ô nhiễm không thể phát tán lên cao hoặc đi xa.